Em nghĩ là bạn này là chắc là hả về bên chương trình mà nó gà vô để lừa mình đó anh. Trinh ơi, mẹ sai quá Trinh à. Nghe con đi, để cô rầy kìa. Cô rầy cây hả con, gia môn bất hạnh. Ở đây ai mà không mẹ đợi anh, mẹ em ngồi trước cửa đó, không về là không yên đâu. Trời ơi hay, trời hay đấy, chết rồi, không phải hay thường đâu anh, hay vải luôn á. Biết giọng hát của cô này sao, nhưng mà em nghĩ cô là người phóng khoáng á. Tại vì cô phóng khoáng á cho nên em bị cái chuyện mà không lấy tiền chi phối rồi, em không có lo dòm cổ, em chỉ suy nghĩ là chết rồi không lấy tiền rồi sao vậy thôi. Lo sợ ta phá sản. Em có xác định được mục đích đến chương trình? Xem thấy mặt bản hề quá, bản hề hước dễ sợ luôn á. Em thấy bản diễn xuất quá trời luôn. Đó, bị ép đó. Xong rồi em bị cái đó chi phối nữa, em quên coi bản hát sao luôn. Trời ơi. Em thì nhìn cái tướng bạn này rất là kiểu rất là nghệ sĩ. Đúng rồi, Khay nói đúng rồi, em theo Khay. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, Khay nói đúng rồi, bạn nó hát hay lắm á, em nghĩ vậy chắc chắn luôn. Trời, bình dịch nhau ghê không? Đó. Coi Thành không ra gì. Trung á, nó là con trai mà sao có cặp giò của con gái nha. Nãy giờ tôi đang định nói, tôi nói trời ơi nhìn cặp đũa bếp nó đi, trời ơi trời. Cặp giò nữ tính nha, thon thả dễ đẹp sợ chứ luôn. Bộ giò nó giò Ngọc Trinh. Ngon anh, ngon ha, ngon ha, ngon ha. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Không anh. Chiều nào xõa tóc ngồi bên thềm. Thấm ướt. Thầm ước nhưng nào đâu dám nói. Khép tâm. Khép tâm từ lại thôi. Đường qua. Đường hoa đã chưa, vẫn chưa mở lối. Ông Nghĩa ông giống như anh như ông thầy giám thị vậy đó. Không dám đâu. Anh giống như là cha mẹ dắt con cái rồi đi thi mà. Mà anh giữ cái áp lực luôn á anh Nghĩa. Cái mặt anh gì mà giữ hả? Đây nè, thèm hoa. Vẫn chưa mở lối. Nói chứ tụi em chọn đi. Trời ơi, cái giọng anh đàng hoàng vậy anh Thành. Con người anh sống vì cái tâm anh. Giọng anh nghe như người tốt luôn á. Tốt chọi. Thấy chưa, em thử vậy thôi đó mà nó chọi. Lâu lâu ra thì để tao tu đi, không chịu à. Qua muốn về đội qua. Trung chọn trước anh ạ. Anh chọn trước đi. Chọn trước đi. Chọn trước đi. Anh bây giờ anh ai? Anh đi. Bây giờ anh ai? Chọn đi. Chọn hết. Chọn hết. Hai đứa đi về đi. Hai đứa nghe anh nói nè. Nha. Cái gì cũng vậy, không có cái gì bằng gia đình hết. Cha mẹ mà đã chấp nhận thì đừng có lo gì hết. Hai đứa đám cưới đi anh, đi một cây nha. Một cây vàng hả anh? Một cây, ừ. Em thì không nghĩ giọng bạn là giọng nữ em đâu. Em nghĩ bạn là giọng nữ múp. Nữ múp là sao nữa em? Nghe cái âm nó tròn dữ lắm. À, tức là cái âm thanh phát ra rất là mập á phải không? Dạ không, nghe nó tròn trịa. Em nghĩ là hát hay. Đó, ít ra phải vậy chứ. Nhưng mà có lẽ chỉ là một cái niềm tin em dành cho bạn thôi. Chứ còn em thì vẫn nghĩ là không hay. Dạ anh Hành. Hai vợ chồng mày về ở nhau đi. Thôi theo. Em nghĩ không hay đâu anh. Cái gì vậy? Cho có ý kiến trái chiều chút xíu, chương trình mình nó kịch tính. Dạ. Khi nào mà hai đứa em chửi lộn, ngay đây quýnh lộn luôn là kịch tính. Đúng sao rồi. Sao mà được. Hai đứa nó hung nhau mới kịch tính chứ quýnh lộn. Cái này em tập trung rồi anh. Ủa vậy hả? Dạ. Em thấy cái kèn là... quanh sao? Cái kèn anh thổi hơi tắt. Em nghĩ là anh chưa chuyên nghiệp đâu. Nhưng mà em chỉ băn khoăn là em nghĩ chắc là giọng anh này chắc sẽ hay á. Tại vì cái chỗ đó nghe nó cũng không có bị bể gì lắm. Nghe nó cũng hơi mượt mà để cũng dài dài. Nghĩ là bài này sẽ hay. Đúng rồi. Sẽ hát hay. Con này nó yêu thương vô ghi vậy sợ. Thằng này nói gì nó cũng đúng đó. Thôi măng khoa nó đúng rồi đó. Mà các bạn đem mất kiến này em nghĩ cũng hát hay đó. Nói chung anh đem mất kiến đội nó là hát hay hết đó. Em nghĩ là không hay đâu. Đi qua kia trời. Đi. Hay. Hay mà còn không hay dữ dội nữa đúng không anh? Em dễ dãi quá luôn á Trung. Không phải dễ dãi, con này nó bừa bãi luôn anh. Đuổi. Dễ dãi nó khác con này bừa bãi luôn á. Đó là bé Trinh của em nó vô tri. Nhưng mà thật sự ra chỉ là đánh lạc hướng. Em có tri. Cái chiêu của em mới nói cái đó nó vô tri lại rồi đó. Em có tri mà. Anh ngày xưa nghe câu giỡn mà nó gồng lưng quá trời kìa. Dạ là, thật, mất lòng là... anh. Mất thiệt rồi anh. Mới mốt em nghĩ là mình nên kiệm phiêu lại nha. Phiêu nhiều quá nổi da gà luôn. Dạ, dạ thân lắm. Thân từ xưa lớp luôn hả? Dạ. Ăn nằm nha nằm mà ở, ăn nằm ở về nhau. Ăn nằm về. À, ăn nằm nằm về. Ăn nằm ở về. Ăn nằm ở về. Em thấy một sự cố tình nhép sai lời, nhép trễ nhạc. Đúng vậy. Nhép hơi hợp. Mà em nghĩ bạn này mà nhép kiểu đó thì ra âm thanh nó không giống vậy đâu. Tại vì bạn có cái độ giật rất là hay. Không em ơi, cái đó là giật mình em ơi. Mà bạn là học trò nữa. Hay hay không hay gì cũng chọn bạn cho bạn về bạn học tiếp đi. Thi tới nơi rồi. Đúng.
nghỉ hè rồi. Mày em thích bài này quá mà bị hát trực nghiệp quá. Anh cũng thích bài này đó. Em cũng vậy nữa. Bạn hát nhạc gì? Ballad. Bạn đầu tiên là bạn hát nhạc gì? Pop. Hay không? Dạ hay. Thiệt không? Thiệt. Ok. Bạn, em thấy cô đẹp. Dạ. Rồi thấy gì nữa em? Em bị cái đẹp của cô làm phân tâm rồi, em không thấy gì nữa hết á. Trời đất ơi. Em thấy cái bức tranh cô theo là bức tranh chữ thập. Tranh theo chữ thập. Đúng dạ. Rồi. Em nghĩ chắc cô cũng rất là khéo tay. Em thì đang nghĩ là chắc là cái phần mà trang điểm của cô có thể là mọi người làm như vậy cho mình thấy là mình nên tập trung vào phần đó thôi. Chứ em thấy là thường các cô chú lớn tuổi như vậy cũng có một cái thú vui rất là dễ thương, đó là khiêu vũ. Nó vừa giúp cho sức khỏe tốt mà nó vừa làm cho cô chú rất là xả stress. Em nghĩ là anh Kiều Long tới tuổi nào mà ví dụ mà mình có yếu về đôi chân nhưng mà em nghĩ là đôi môi anh vẫn mạnh khỏe. Em nghĩ vậy. Thấy một cái điều mà rất là đặc biệt ở cô là con cũng thấy rất là nhiều cô chú học khiêu vũ mà con chưa thấy cô một cô nào khiêu vũ mà kết hợp giữa Âu và Á như cô hết, là mặc đi khiêu vũ mà lại mặc áo dài Việt Nam rất là đẹp. Dạ em mà còn cho chú ở trong một cái vườn có rất là nhiều cây nữa, cũng liên quan tới la bàn, xong cái cho chú hít đất rồi cái giờ chụp hình cho chú cầm cái chụp hình rồi không biết sao luôn. Chỉ có một cái cao thủ vô là không có thôi. Cao thủ vô là gì? Xin chú đi ra. Trời ơi, mình chú ơi. Nhiều khi vậy không ta? Mà cái âm vực của anh làm cho tụi em bất ngờ luôn á. Hít đất 100 cái có thể không ta? Dạ em nghĩ khó lắm á. Ý là em làm còn không nổi nữa. Em nghĩ là chú nhìn lúc mà quay hình có thể là chú làm khoảng bao nhiêu đó cái. Nhưng mà nếu mà 100 cái thì hơi nhiều đâu. Quá. Đáp án A nãy là giúp cho mình có điểm rồi. Bây giờ lần nữa A đi chị. Cao thủ vô vô. Đành lòng khuyên sao anh dòng sông con đò. Loại cô luôn, mình loại cô luôn. Ở trong clip có cô nữa chị. Cô. Em thấy là mấy cô, mấy chú lớn tuổi có những cái nấu ăn, những cái món rất là bự, những cái món khổng lồ ra cũng là một cái xu hướng mà các bạn trẻ cũng rất là thích. Mà cái giờ này đang đói bụng, đẩy một cái bánh xèo siêu to vô. Thôi, em chọn phương án C đó để em được ăn. Đói quá. Ai vậy lại mít lòng nữa rồi. Mà hiểu không? Nhưng mà thường chương trình người ta ít khi nào mà người ta cho là một cái đáp án khác gọi là đáp án đúng lắm. Là vì thường nghĩ là này sẽ đúng. Không, đáp án khác. Gia rồi. Đình mình xong chưa? Mà sao? Bánh đây. Còn nóng hổi luôn. Bánh còn nóng hổi. Cả nhà ơi, bây giờ Long sẽ thay mặt cả nhà Long thử nha. Để cho cả nhà biết. Nói với các cô đầu bếp tiếp tục nấu chúng ta những món ăn thật là ngon. Để chị thấy cái suy đoán của em á Trung, em đoán đâu là có đó được á. Dạ. Đơn giản là nhảy xà cũng có khả năng vậy. Có nhẹ. Thể dễ thương năng. Lắm nha. Em nghĩ là thôi nha, em nghĩ các cô sẽ nhảy xà. Em sẽ không nói bất cứ thứ gì đâu. Mà con cá này là cá mập, còn con này là con cá ong. Không phải con không cả cá nhà heo này. Cá này nó mập như heo vậy đó, gọi là cá heo được không? Cá đó là gọi là cá ong. Dù mà để tránh kỹ hơn tránh mặt luôn đứng tới luôn. Giới thiệu từng thành viên à, xin mời các bạn. Xin chào tất cả mọi người, xin chào quý khán giả. Hôm nay Quang Trung rất là vui khi mà được đến tham dự chương trình Phản ứng bất ngờ cùng với lại hai người bạn thân thiết của mình, mặc đồ rất là giống nhau, cùng với lại gặp gỡ anh Ngô Kiên Huy và chị Sam. Tên đội tụi em là tên đội gì? Dạ. Tên đội gì? Dạ, đúng họ rồi. Tên, chữ lót đội là tên gì? À. Dạ. Cho nên là thường hay là đeo ba lô. Nay anh xin phép làm cái ba lô của em nha Trung. Rồi anh đu người em đi. Ê, 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 ê,
Trời ơi, anh luôn dạy cỏ nào mẹ không té. Bé này diễn ghê mà. Sao vậy trời? Sao mà cứ... Có nghĩa là chúng ta ngồi trên ghế đúng không? Thì chúng ta xoay vậy đi. Đó, đúng rồi. Xoay đó. Quanh cái ghế. Để cho giả chân vậy luôn á hả? Thì để cho người ta biết được cái diễn xuất của mình. Rồi. Đó. Rồi. Quay lại. Mời bình luận ạ. Nhưng mà trời ơi, mình yêu nhau từ kiếp nào đó. Trời ơi. Ủa em ca sĩ hả em? Dạ không có. À anh với em đồng nghiệp đó. Trời ơi. Yeah nè. Nói mà. Em rất là mỏi luôn rồi, em muốn khóc luôn á. Diễn nét chết phải anh? Diễn nét chết đi. Em thấy cái này có vẻ phân tâm quá. Đúng rồi. Hồi nãy mấy đứa mình ngồi á, có cái tỉnh để cho mọi người quan sát coi ai động. Còn giờ ba anh đều động, tụi em không biết giờ mai. Em nghĩ là cái này nó không đến nỗi đau như vậy đâu. Mà cả ba người đều diễn đau, cái em băn khoăn quá. Không đau em, đau. Anh đã từng chơi rất ngu là anh bỏ Lego trong giày rồi. Mày đau không? Đau lắm, rất đau. Sao nãy mấy bạn nhảy dữ vậy? Có một ba cái nét diễn rất là rõ rệt. Đúng vậy. Thứ nhất là Osat á, có một cái sự chân thật. Thì mình cũng hơi phân vân. Còn anh Đức thì anh Đức lại cố tình cho mình thấy cái sự diễn xuất nhiều. Đúng rồi. Và cái diễn mà ra diễn á nó mới khó nha. Tức là diễn làm sao cho người ta thấy mình đang diễn á. Đó. Bị lố phải không? Dạ đúng rồi. Nó đơn giản là vậy đó. Hết rồi. Rồi em nói giờ nó tránh rồi mà anh này. Còn anh Ngọc Trai á thì nửa thật nửa giả, tức là vừa thấy đau đau mà vừa thấy diễn. Đúng em rồi. Cũng nghi ngờ có vài chút đồng tiếng vô nữa chung. Em nghi ngờ là những cái đồ mà để anh trai đau chắc là nằm ở ngay gót chân anh trai hay sao. Xong cái này thì em không biết nhìn nhận sao, em chỉ thấy là Osat thì có vẻ thoải mái hơn. Đúng rồi. Thoải mái hơn trong cái việc không cần phải diễn nhiều nữa. Anh Đức thì càng ngày càng lộ ra cái sự thì em nghĩ là nếu thật sự mà em chịu đau như vậy thì em phải chịu như là em ngồi ghế, em sẽ không cố gắng tỏ ra là em nghiêng bên này để cho mọi người biết là em đang né cái phần ở dưới chân mình. Thì chỉ có anh Ngọc Trai là em cảm thấy là nghi ngờ nhất. Một phút 30 tiếng chưa massage mà mới ra tay phải massage nữa. Ý là ba bông hoa là diễn rồi mà ba người kia diễn còn dữ hơn nữa, tay chân muốn mày quay cuồng cho nên em anh không biết cái gì. Hai người thiệt lận anh hỏi em là cái câu ai là người tay giả à, rồi thì ai là người lấy tay giả thì em đâu biết. Thôi hay à, đừng cho nó chơi nữa. Chơi gì nó cũng không biết chứ trời. Em thì em thấy là cả ba bông hoa đều diễn xuất hết, mà cả ba cái người lấy tay cũng diễn luôn. Ba chị diễn rất là dữ dội. Em thấy là không có chị nào mà chọt vô được lỗ tai của ba bông hoa hết trơn á. Ý là cái chị đầu tiên là em thấy là cũng diễn dữ dằn rồi, mà qua chị thứ hai với lại các bạn thứ ba là càng diễn nữa. Cho nên bây giờ em lại nghiêng về chị đầu tiên, tức là bé Bảy với lại chị đầu tiên. Cái lần mà chọt thiệt này thì cái chị mà ngoáy tay thì lại chọt có vẻ là kỹ lưỡng hơn. Đúng rồi. Ủa mà có level 3 không anh? Là ví dụ như lỗ tai đúng không? Chọt ở đây xong rồi nhấn vô. Có gì em, anh làm nè. Lấy tay bằng lỗ tai kia. Level 3. Các bạn phải tìm. Ủa anh này có phải người của chương trình mình không ta? Sao anh lấy cái trò của bé Bảy vậy anh? Nãy chương 7 rồi kêu gọi mày. Nghĩ là anh Đức quá. Anh Đức. Còn em nghĩ anh trai thì tại anh là không con... có thể không có để nỗi khỏe như vậy để mà gồng trên nó lâu mà nói chuyện nhiều như vậy đâu. Ủa, trai đô lắm nha. Nhưng mà ý là khi anh gai gồng lên cái tay anh trai không có thể lần nữa nè. Kìa anh thử lần nữa kìa. Thấy không, cái tay anh múp lắm, cái tay múp rụp à. Tại vì mỡ nó hơi nhiều. Thì đó, thì nếu mà gồng được vậy thì nó phải lên chuột lên cơ chứ. Tại em biết sao không, anh bồng con anh riết cái bây giờ nó bị múp rụp lại vậy đó. Em vừa mới định chọn Đức xong anh Đức làm em hết muốn chọn rồi, em chọn anh trai quá. Là sao anh Đức có thể có sức khỏe mà ghê gớm đến như vậy? Cả nữa nè thể hiện nữa nè. Em nói gì nói đi. Quánh tù gì ra cái gì ra cái này. 2, 3. Yeah. Là Quang Trung muốn thi trước hay thi sau? Dĩ nhiên là thi trước đi. Thi trước. Ôi sao cũng vậy mà đúng không? Đúng rồi. Dạ. Tại giờ em mở. Mở. Rồi. Ôi sao chịu được thay vậy? Ăn luôn hả anh? Ăn miếng nhỏ. Xé đi, lấy tay xé ăn đi. Xé miếng to chứ ăn miếng nhỏ sao biết. Đó. Đừng cái cắn mà phát là cắn. Nửa củ khoai nữa. Cắn. Sạch lắm rồi. Sạch rồi. Chị cũng không biết nữa. Dập lại. Rồi. Cố lên. Ngon không? Nuốt vỏ luôn hả? Ngon không? Có nước nè, Dung, ổn không? Trời ơi. Cạp miếng. Đóng lại. Ui. Anh Huy, em thấy là Trung đang ăn mà chứ phải anh ăn mà anh hít hà ở ngoài vậy. Không biết sao đứng gần cái cảm giác truyền qua sao á. Nóng quá.
khó vậy ta? Sao mặt bất biến giữa khoai tây vậy ta? Sao nghĩ là đây là một vòng thi vô cùng khó nha. Có tương ớt không cả nhà? Đúng không? Quay 3 lần luôn ha. Rồi vậy là chắc chắn là ở chính giữa là không phải rồi đó. Tại Quy nó diễn giả quá. Thôi em có em diễn nét nóng thiệt nè. Trời nóng dữ vậy? Chưa đụng luôn. À quên, à ô nóng. Rồi thì hát là cho nuốt kiếm, nuốt đồ thì còn đoán ra được chứ mà. Thôi đoán đại đi. Chọn đại số đi, mới chọn số mấy, chọn số mấy. Chọn đại số thôi, số nào cũng được, không phải là 1, 2, 3. Thích số gì anh thích số mấy? Anh thích 16. 16 là anh thích số mấy nữa? Anh thích 23. 23, 16 là như là 39 đúng không? Em thích số 5 nữa, 39 với số 5 nữa là 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 23, 24, 25, 26